Ba Dũng như sư tử già, liệu có dám thách đấu với cọp dữ Tô Lâm hay không? Sau khi Tô Lâm tạo phản, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị không còn muốn công khai các cuộc họp hành bất thường, bởi họ biết dân đã bàn tán về những điều không hay ho gì về họ. Những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực diễn ra hàng ngày và mỗi lần thêm khốc liệt hơn và mang đầy tính chất mafia. Mặc dù Đảng cho bộ máy tuyên truyền chối bỏ, không thừa nhận sự thật này, nhưng họ không thể nào che cả bầu trời. Những thông tin từ nội bộ của Đảng liên tục lan truyền ra ngoài và được các cơ quan truyền thông quốc tế, hải ngoại và các blogger, Facebooker loan tải. Đa số các thông tin này đều chính xác. Gần đây, nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đây được biết, ngày 2 tháng 8, Tô Lâm đã cho họp Bộ Chính trị bất thường để ép các ủy viên của bộ siêu quyền lực này phải đồng ý để Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí Thư. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Tiếp đến ngày 3 tháng 8 đã họp Ban chấp hành Trung ương bất thường để bầu Tổng Bí Thư và Tô Lâm đã đắc cử. Thế và lực của Tô Lâm đang như trẻ tre, gần như không có một thế lực nào khác đủ sức ngăn cản. Trước khi Tô Lâm kiêm quyền Tổng Bí Thư, dư luận chú ý đến liên minh giữa Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Chỉ vì có liên minh này thì mới đủ sức ngăn cản, sức tiến như vũ bão của Tô Lâm. Nhưng rồi sự hợp tác của hai người này không rõ ràng hoặc không kịp thời, nên Tô Lâm vẫn cứ băng băng về đích. Lúc này quyền lực của Tổng Bí Thư đã chính thức lọt vào tay Tô Lâm. Chỉ cần ép được Bộ Chính trị thêm một lần nữa là xem như Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang hết cơ hội phản công. Những ngày này, đặc biệt là sau cái chết của ông Trọng, ông Nguyễn Tuấn Dũng đã xuất hiện nhiều hơn và tin đồn về sự trỗi dậy Ba Dũng cũng được thổi bùng. Có ý kiến cho rằng Ba Dũng sẽ bắt tay với Phạm Minh Chính để mà chống lại Tô Lâm. Nếu chiến thắng thì Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết sẽ có tương lai sáng lạn. Tuy nhiên, suy đoán này chỉ là dựa vào chữ nếu chiến thắng. Còn một chữ nếu nữa, đó là nếu liên minh Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng thất bại, thì Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết sẽ đi về đâu? Đặt lên bản cân giữa Nguyễn Tấn Dũng và Phan Văn Giang, ai có thực lực hơn ai? Ông Dũng từng là sư tử trên chính trường, nhưng giờ đây ông đã nghỉ hưu. Ông như con sư tử già, không còn quyền lực trong tay, làm sao có thể giúp cho Phạm Minh Chính cho được? Người Việt có câu có thực mới vực được đạo. Trong trường hợp này, nếu bắt tay với Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng làm sao nâng được sức mạnh của liên minh đây? Đến thời điểm này, liên minh giữa Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính có nguy cơ không thể cản đường được Tô Lâm, bởi Tô Lâm ra đòn quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến các phe khác không kịp đối phó. Có thể nói, dù nỗ lực hết sức, phe Phạm Minh Chính vẫn còn thua phe Hưng Yên của Tô Lâm khá xa. Vì vậy, nếu quả thật ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dám liên minh và liên kết với Phạm Minh Chính để mà chiếm với Tô Lâm thì rủi ro cũng rất cao. Có nguy cơ cả hai ông sẽ bị biến thành củi trong cái lò của Tô Lâm. Trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, có một kế cuối cùng là kế thứ 36, tức là tẩu vi thượng sách. Hiện nay khi các cửa thắng đều bít với Ba Dũng thì tốt hơn hết ông Dũng nên dùng kế 36, cần phải kéo Nguyễn Thanh Nghị ra khỏi quỹ đạo của Phạm Minh Chính để tránh bị triệt hại chung khi Phạm Minh Chính thất bại. Đối với Tô Lâm, Phạm Minh Chính là kẻ thù lớn nhất của ông hiện nay. Từ đây tới đại hội 14 sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Thế nào Tô Lâm cũng đánh mạnh vào Phạm Minh Chính. Bởi đây chính là hòn đá tảng cuối cùng có khả năng cản đường tiến quân của Tô Lâm thực hiện mưu đồ bá chủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Ba Dũng như sư tử già, liệu có dám thách đấu với cọp dữ họ Tô hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Không đợi đến tháng 10, Tô Lâm cho đánh úp chính phủ để cô lập thủ tướng. Có lẽ Tô Lâm là người đầu tiên biến ghế chủ tịch nước thành chiếc ghế quyền lực nhất tứ trụ. Ngay sau khi lên làm chủ tịch nước chưa bao lâu, ông đại tướng công an này đã chủ trì phiên họp tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm.
Trước đây những phiên họp như thế này là do Tổng Bí thư chủ trì. Nếu Tổng Bí thư không thể chủ trì vì lý do bất khả kháng thì Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Tuy nhiên, Tô Lâm đã gạt Thường trực Ban Bí thư sang một bên để mà tự mình thay thế vai trò Tổng Bí thư. Giờ đây, Tô Lâm đang nắm trong tay quyền Tổng Bí thư là quyền lực gần như tuyệt đối. Đây là cơ hội rất lớn để mà Tô Lâm thực hiện cú đánh cuối cùng, hạ bệ nốt Thủ tướng Chính phủ. Thông tin nội bộ cho biết, sắp tới sẽ có hai phó thủ tướng cùng với hai bí thư tỉnh bị loại khỏi vũ đài chính trị. Hai phó thủ tướng, một là người thuộc nhóm Hà Tĩnh, một là người thuộc của ông Chính. Hai bí thư tỉnh có một người từng là tay hòm chìa khóa của ông Chính, thời còn làm bí thư Quảng Ninh. Với vai trò truyền thống, Tổng Bí thư và nắm được hồ sơ đen của rất nhiều lãnh đạo cấp cao, Tô Lâm đang lên kế hoạch ép Bộ Chính trị tổ chức các cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng để sắp xếp lại nhân sự. Hai phó thủ tướng bị dụng thì sẽ có hai chỗ trống mà Tô Lâm có thể đưa phe của ông ta vào để giám sát Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài ra, việc đưa Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lên thớt cũng là đòn đánh rất mạnh nhắm vào Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đánh giá của một số người am hiểu, thực lực của Phạm Minh Chính không bằng Tô Lâm. Khả năng của Phạm Minh Chính là cầm cự, chịu đòn lâu nhất như có thể, chứ không thể phản công. Nếu ông Chính muốn chống lại Tô Lâm, thì cần có sự ủng hộ của Bộ Chính trị và cả bên quân đội. Cho đến nay, Phạm Minh Chính vẫn chưa cho thấy ông có khả năng kết nối của hai địa chỉ này, mặc dù ông đã đánh tiếng. Hiện nay, quân của Tô Lâm đang ở thế thắng, khí thế thì đang lên. Tô Lâm cần đánh tiếp để mà giữ lửa cho những trận thư hùng khốc liệt tiếp theo. Hơn nữa, sau cái chết của ông Trọng, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đang rối ren. Phạm Minh Chính không đủ thời gian để mà điều tuyến phòng thủ cho chắc chắn hơn. Cho nên, Tô Lâm tấn công vào Thủ tướng lúc này là thích hợp nhất, khả năng rất cao, sẽ giành thêm lợi thế trước Phạm Minh Chính. Lâu nay, chính phủ được xem là sân nhà của ông Phạm Minh Chính. Nếu tỉa gần hết Phó Thủ tướng và Tô Lâm đưa người của ông vào, thì xem như ông Chính đã bị Tô Lâm vây hãm. Trung ương Đảng khóa 13 đã có đến 7 cuộc họp bất thường. Khả năng sắp tới, tại Hội nghị Trung ương 10 diễn ra vào tháng 10, cũng sẽ một cuộc họp bất thường để mà chia chác quyền lực. Và điều đó có thể xảy ra sớm hơn. Với tham vọng loại hết những tàn dư của ông Trọng để lại trong Ban Bí thư, và đánh tỉa dần quân của Phạm Minh Chính trong chính phủ, Tô Lâm sẽ còn lên nhiều kịch bản nữa để mà dần dần biến nhóm Hưng Yên thành nhóm có sức mạnh vô đối, có thể điều khiển được cả bộ chính trị. Chính trường Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến khó lường, bởi khi Tô Lâm nắm trong tay quyền lực thì ông không thể ngồi yên mà sẽ tận dụng tối đa nó. Đánh đấm được thì ai, ông ta sẽ đánh ngay, đánh nhanh và chám nhanh, thì phải Hưng Yên mới có thể lớn nhanh như thánh gióng cho được. Đến nay, lực lượng của phe Hưng Yên còn khá khiêm tốn so với phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Vì thế, Tô Lâm cần phải tranh thủ cả thời gian và cơ hội thì mới biến phe Hưng Yên thành phe đông nhất và mạnh nhất trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Không đợi đến tháng 10, Tô Lâm cho đánh úp chính phủ để cô lập thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de